Hello, chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở một nơi mới vừa xây dựng xong. Cái tòa nhà này có kiến trúc rất là đẹp, là trung tâm văn hóa xứ Đông. Nằm trên đường Thanh Niên. Của thành phố Hải Dương các bạn. Thì đây các bạn sẽ thấy. Kiến trúc rất là hay. Như một cái mũ của những cái cử nhân. Khi mà tốt nghiệp đại học các bạn sẽ được đội một cái mũ cử nhân. Thì mình sẽ quay live cam để các bạn thấy thế nào là cái mũ. Chứ nhìn thấy vậy các bạn chưa hình dung ra được cái mũ. Rất là hoành tráng nha các bạn. Tòa nhà này có 4 tầng. Kiến trúc thì kính và đá, trần nhôm. Mình sẽ đi một vòng ra phía trước. Xung quanh là rất rộng. Nơi đây thích hợp để tổ chức những cái sự kiện mà lớn nha các bạn. Chắc chắn là có tầng hầm rồi. Và đường cũng lớn, đường Thanh Niên rồi, đường lớn. Nói từ cái hồ Bạch Đằng mà ngay đại khu nước đi xuống thì các bạn sẽ thấy kiến trúc rất là hay nha. Đây, đây là cái mặt chính, từ ngoài đường Thanh Niên nhìn vào. Hôm nay thì không có mở cửa nha các bạn. Rồi, đây là mặt chính. Hôm nay là không có mở cửa nha các bạn. Kiến trúc thì được bao quanh bằng kính và đá nhôm. Khuôn viên rất rộng. Sân thì có nhiều cây thiên cưới. Mặt đường Thanh Niên đây cũng có hiệu ứng ánh sáng thiên nước. Gặp bên phải mà nhìn từ mặt chính vào đó, bên phải thì các bạn sẽ thấy có một cái sân rất là rộng luôn. Thank you.
mình sẽ đi vào cái mặt bên. Còn đây là mặt sau. Thì có mình không biết có thể đây là một cái logo của Hải Dương hay sao, mình cũng không rõ lắm. Thì nếu mà bạn nào biết cái logo của tỉnh Hải Dương thì hãy để lại trong phần comment nha, để giúp mình coi cái này có phải là cái logo của tỉnh Hải Dương hay không. Mặt sau các bạn thấy cái chiều cao hoành tráng, rất là hoành tráng. Như cái chậu để trồng cái cây này là mình nó chỉ đẹp tẹo như thế này thôi, là mình đứng nó cũng tới cổ. Cái kiến trúc mình có tham khảo qua kiến trúc cái hình nón, cái hình như là một chiếc nón của cử nhân. Bạn Tốn Kiệp này học thì sẽ là được đổi cái mão vuông vuông như thế này, là tượng trưng cho biểu trưng cho một cái vùng đất hiếu học Hải Dương. Làm nhôm các bạn, để làm nhôm, kính làm nhôm. Đây là mặt bên hông. Nếu mà ở ngoài đường thanh niên nhìn vào thì phía bên ta phải. Bây giờ mình trở về cái mặt trước. Xong rồi thì mình sẽ like can mời xem. Rồi như thế, nhưng mà lại xoay 90 độ thì chúng ta sẽ thấy nó bốn cạnh, thì cái mặt nó là thẳng nhưng mà trên nóc thì lại có cái góc nhọn nhô ra. Thì mình sẽ lên live cam thì các bạn sẽ thấy được nó giống như chiếc mũ cử nhân như thế nào.
coi đi nãy giờ mỏi chân rồi các bạn. Mà thực tế là mình thấy chưa có hợp lý lắm. Một cái khuôn viên rộng như cái sân bóng như thế này mà không có một cái ghế để ngồi. Không có một cái ghế để ngồi. Đi nãy giờ nhức lưng, nhức chân luôn. Nhức toàn thân luôn. Chắc tối nay hết đi được quá. Bây giờ mình 3:30. Nhiệt độ ngoài trời là khoảng 19 độ. Nếu các bạn đi xe máy mà không có áo ấm là cũng giống như là đang đứng trước cái một cái họng máy lạnh vậy đó. Cũng khá là lạnh buốt. Thôi bây giờ mình về nghỉ. Không có một cái chỗ để ngồi luôn. Không một bực không. Không gì hết. Tôi là chỉ đứng với đi thôi. Còn lại bên trong đó thì không có mở cửa. Và bên trong đó thì các bạn cứ lên mạng mà tìm hiểu, nó sẽ có những cái hình bên trong và chẳng qua có khán đài để tổ chức những sự kiện, những cuộc họp đồ gì quan trọng thôi. Chứ còn mình nghĩ là các bạn trẻ giờ này chiều hay đến đây chơi. Rồi vậy thì mình video cũng dài rồi, mình chào các bạn nha, nói chuyện dài dòng quá, bye bye.